Quay video chứ, đang quay. Đang quay phải không? Anh Tuấn là đang đi kiểm tra vật tư của công ty nè. Sếp khác. Hello CEO. Hi. Chào anh. À, anh bị diễn một khoảng mốc thời một cái kiểu mẫu thời trang đi. Đây là cái cách đẹp làm bạn của team đó em. Vậy hả anh? Cái cách này là đẹp làm bạn tương lai của CEO đó. Dạ, anh nhìn phía bên tay trái của anh đi thấy một con gấu bông rất là dễ thương. Con gấu bông này là của chị ngồi đây đúng không? Đúng rồi. Hiểu không? Nhìn anh rất là dễ thương, rất là hợp với con gấu bông. Anh đi em tặng em á. Chuỗi sao anh mua tặng em nha. Ừ. Biết anh đang làm gì không? Không. Anh đang đứng gần cái thùng rác. Anh đang ngắm view ngoài hả? Mình rút ra ngoài đi cho mọi người làm việc. Quay phim cho người đẹp trai thật là mắc cỡ quá đi. Bình thường thôi em. Giờ là mọi người công ty về hết rồi. Còn có team mình thôi. Anh thấy đằng sau lưng anh. Không phải chụp hình đâu chị, em đang quay video á. Phó tổng giám đốc. Dạ, đây là chị Vi. Em chào chị Vi. Còn đây em biết rồi, là chị thư ký giám đốc, chị Hoàng. À, và ông giám đốc cũng ra hàm hố quá. Hàm hố. À, em thấy xa xa cái kẻ giữa hai anh là ông chủ tịch hội đồng quản trị và trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng nhân sự. Còn kia, phía xa kia là cô phó giám đốc đang rất là chăm chú liên lạc với khách hàng. Chỉ có người kế toán trưởng là đang quay phim thôi. Ông CEO ghê quá. Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Vậy mà thắt cái cà vạt tuổi tiên. Bây giờ cứ suốt ngày bạn mình làm nó xấu. À, mình nên xem cái cách hoạt động của chủ tịch hội đồng quản trị để làm việc theo. Em nghĩ là chúng ta nên học theo. Họ đang rất là chăm chưa. Để em nhìn. Thấy cái hình ảnh mà nó toi tả. Đúng rồi. Để tích lũy luôn em không nhận tài. Tiếp tục. Mọi người tiếp tục đi. Trời ơi. Em đang quay phim. À. Hai người rất là đẹp đôi, giống nhau như đúc ở ngay cái bụng. Đúng là ngang tài, ngang sức, ngang sắc thiệt. Cái điều anh CEO tóc dài quá. Anh sẽ tém lại cho nó bằng anh trưởng phòng nhân sự hả? Còn coi chủ tịch của mình đang làm gì vậy? Chủ tịch làm việc gì đến nỗi mà tóc đầu hói luôn. Ngại quá. Đề nghị chủ tịch nha, thay cái vỏ iPhone. Đúng rồi, cái vỏ iPhone của chủ tịch hình như nó hơi bẩn thì vậy. Cái da bị gì? Da xịn nó hay thúi gì đó anh, không sao đâu. Da mà hoa vào nó bị, chắc để vài bữa nó hết mùi thôi. Hai người đang bàn luận rất là sôi nổi về một cái chương trình gọi là công nghệ của Apple. Để coi, anh trưởng phòng nhân sự thì anh làm việc rất là hăng say. Em giao máy lại cho anh CEO nè, muốn làm gì thì làm.